Thầy chào các em học sinh lớp 7. Trong video hôm nay, thầy cùng các em tìm hiểu bài giảng các trường hợp bằng nhau của tam giác. Thì chúng ta có hai phần, đó là thứ nhất là các trường hợp bằng nhau của tam giác thường, và phần thứ hai là các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Thì chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là một nhỏ đi, các trường hợp bằng nhau của tam giác thường. Các trường hợp bằng nhau của tam giác thường nha. Thì chúng ta có 3 trường hợp, là trường hợp 1 nè. Trường hợp 1 là cạnh cạnh cạnh. Ghi tác là gì đây? Là cờ này, gạch ngang cờ, gạch ngang cờ. Đó. Rồi, thầy xét hai tam giác. Thầy có hai tam giác. ABC này và tam giác A phải B phải. Tam giác ABC. Tam giác này là A phải, B phải và C phải. Nếu tam giác ABC có cạnh AB bằng cạnh A phải B phải này, ABC và A phải B phải C phải có cạnh AB bằng cạnh A phải B phải này, cạnh AC bằng cạnh A phải C phải, cạnh BC bằng cạnh B phải C phải, thì hai tam giác bằng nhau trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Thử hướng dẫn luôn nha. Xét tam giác ABC và tam giác A phải B phải C phải có, có gì đây? Có cạnh AB bằng cạnh A phải B phải. Cái này cái giả thiết nha. Giả thiết để cho hình vẽ này. Giả thiết rồi. Cạnh AC bằng cạnh A phải C phải. Giả thiết. Rồi cạnh BC bằng cạnh B phải C phải. Cũng giả thiết luôn. Thì đây mình suy ra được là tam giác ABC sẽ bằng tam giác A phải B phải C phải. Nó có 3 cặp cạnh bằng nhau, thấy chưa? Đây là cạnh này, cạnh cạnh. Trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Rồi xong. Rồi trường hợp thứ hai, thầy hướng dẫn luôn nè. Chúng ta có 3 trường hợp bằng nhau của hai tam giác thường, đó là trường hợp 1 là trường hợp 1 nha, là cạnh cạnh cạnh. Trường hợp 2 là gì? Chúng ta phải thuộc lòng nha. Là cạnh góc cạnh. Trường hợp 3 là góc cạnh góc, nhớ chưa? Rồi tiếp theo, trường hợp 2. Trường hợp 2 nè. Trường hợp 2 là cạnh góc cạnh. Cạnh ghi chữ cờ nè, gạch ngang nè, tới góc ghi chữ g. Gạch ngang, rồi cạnh ghi chữ cờ. Cờ g cờ, đúng không? C g c á. Rồi, thầy cũng vẽ hai tam giác ra. Tam giác ABC, xác tam giác ABC và tam giác A phải B phải C phải nha. Rồi, nếu hai tam giác này nó có hai cạnh là cạnh AB này bằng cạnh A phải B phải này, cạnh AC bằng cạnh A phải C phải, và nó có góc A, góc xen giữa hai cạnh này, thấy không? Góc xen giữa này, góc A bằng góc A phải, đó. Thì hai tam giác bằng nhau trường hợp là hai cạnh một góc thì cạnh góc cạnh. Rồi thầy giải luôn nha. Thầy mới đi xét tam giác
ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy có cái gì? Có cạnh là cạnh AB bằng cạnh gì? A phẩy B phẩy. Giả thuyết. Rồi tiếp theo là góc gì? Mình phải xem góc vào cạnh góc cạnh mà cạnh tới góc này. Góc A bằng góc A phẩy. Giả thuyết. Rồi tiếp theo là cạnh gì nữa? Cạnh AC bằng cạnh A phẩy C phẩy. Giả thuyết. Vậy thì đây suy ra gì? Suy ra tam giác ABC bằng tam giác là A phẩy B phẩy C phẩy. Trường hợp là cạnh này, góc cạnh, cạnh góc cạnh. Rồi. Trường hợp cuối cùng của tam giác thường là trường hợp thứ ba. Trường hợp 3 này là trường hợp là góc cạnh góc. Góc cạnh góc. Ký hiệu là G này, G, G, ok chưa? Rồi, thầy cũng vẽ hai tam giác. Rồi, đây là hình ảnh với mang tính chất minh họa thôi nha. A, đây là A phẩy này, B này, C này, đây là B phẩy này, C phẩy này. Rồi, nếu hai tam giác này nó có là, ở đây là góc trước đúng không? Có góc A này bằng góc A phẩy. Rồi, sau đây, góc A bằng góc A góc góc. Thầy sửa là góc khác đây nha. Sửa là góc góc B đi. Góc B bằng góc B phẩy đi. Rồi, B bằng B phẩy nha. Rồi, mình có cạnh gì? Cạnh BC này, nó bằng cạnh B phẩy C phẩy đi. Rồi góc C bằng gì? Góc C bằng hai gạch nha. Giống nhau là bằng nhau nha. Vậy đây hai gạch luôn này, đó. Vậy mình có là góc B bằng góc B phẩy. Thấy chưa? Rồi cạnh BC bằng cạnh B phẩy C phẩy và góc C bằng góc C phẩy, đó. Thành đi xác tam giác ABC và tam giác A phải B phải C phải có cái gì? Có là góc B này, nó bằng góc B phải. Giả thuyết. Rồi tiếp theo là gì nữa? Cạnh BC bằng cạnh B phải C phải. Giả thuyết. Và tiếp theo là góc cạnh góc. Vậy góc gì? Góc C bằng góc C phải. Giả thuyết. Từ đây suy ra được là tam giác ABC thì nó bằng tam giác là A phải B phải C phải. Trường hợp là góc cạnh góc. Góc thấy chưa? Cạnh góc. Và tiếp theo là phần số 2. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Thì đối với tam giác vuông thì chúng ta có 4 trường hợp, đó là 4 trường hợp nha, có 4 trường hợp chú ý nha. Thứ nhất là trường hợp 1 á là hai cạnh góc vuông. Trường hợp 2 là cạnh góc vuông góc nhọn. Cạnh góc vuông góc nhọn. Trường hợp 3 là cạnh huyền góc nhọn. Cạnh huyền góc nhọn. Và trường hợp cuối cùng, trường hợp 4 là cạnh huyền cạnh góc vuông. Cạnh huyền cạnh góc vuông. Rồi, bây giờ chúng ta đi tìm hiểu từng trường hợp. Trường hợp 1 là hai cạnh góc vuông. Trường hợp 1 là hai cạnh góc vuông. Thầy xét hai tam giác này. Thứ
thì vẽ hai tam giác ra. Rồi. Tam giác ABC và tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Nếu hai tam giác này nó có cạnh AB bằng cạnh A phẩy, B phẩy, cạnh AC bằng cạnh A phẩy, C phẩy. Được chưa? Hai tam giác vuông này có hai cạnh là AB bằng cạnh A phẩy, B phẩy, AC bằng cạnh A phẩy, C phẩy. Thì hai tam giác này là nó bằng nhau trường hợp là hai cạnh góc vuông. Chú với thầy này, đây. Chú ý giùm thầy nha. Đây đây. Tam giác ABC này vuông tại A này thì BC là cạnh huyền nha. BC là cạnh huyền. AB AC gọi là cạnh góc vuông, cạnh góc vuông. Nghe chưa? Chú ý nghe chưa? Đó. Rồi bây giờ xét nè. Xét tam giác ABC vuông tại đâu? Vuông tại A. Và tam giác A phải, B phải, C phải vuông tại A phải, ta có cái gì? Có là AB bằng A phải, B phải, giả thuyết, được chưa? Rồi AC bằng A phải, C phải, giả thuyết. Từ đây mình suy được là tam giác ABC nó bằng tam giác là A phải, B phải, C phải. Trường hợp là hai cạnh góc vuông, thấy chưa? Hai cạnh góc vuông. Đó xong. Rồi, trường hợp tiếp theo, trường hợp số 2. Trường hợp số 2 là cạnh góc vuông góc nhọn. Cạnh góc vuông góc nhọn. Rồi thầy cũng vẽ hai tam giác ra. Rồi tam giác này ABC này. Này là A phải, B phải, C phải. Rồi. Rồi. Nếu hai tam giác này nó có cạnh AC đi, nó bằng cạnh A phải, C phải nè. Góc C bằng góc C phải. Đó. Thì hai tam giác nó bằng nhau trường hợp là cạnh góc vuông, thấy không? AC là cạnh góc vuông này, AC A phải, C phải là cạnh góc vuông. Còn góc C là góc nhọn, góc C và C phải là góc nhọn, thấy không? Rồi xét. Rồi xét nha, xét tam giác ABC vuông tại A và tam giác A phải, B phải, C phải là vuông tại A phải. Ta có. Có gì đây? Ta có là ở đây là cạnh góc vuông đúng không? Thì chúng ta có là cạnh trước này. Cạnh trước là cạnh gì? Cạnh góc vuông là AC bằng A phải, C phải, giả thiết. Rồi góc nhọn ở đây là góc C. Góc C bằng góc C phải, giả thuyết. Đó. Vậy suy ra là tam giác ABC nó bằng tam giác là A phải, B phải, C phải. Trường hợp ở đây là cạnh góc vuông góc nhọn nha. Cạnh góc vuông góc nhọn. Rồi xong. Trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là cạnh huyền góc nhọn. Cạnh huyền góc nhọn nha. Rồi. Thì phải hai tam giác ra. Tam giác ABC vuông tại A này
và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy vuông tại A phẩy. Nếu hai tam giác này nó có cạnh huyền là cạnh BC này, cạnh huyền thấy không, cạnh huyền là cạnh BC bằng cạnh huyền B phẩy C phẩy, và góc nhọn ở đây thì góc nào cũng được, góc B cũng được, góc C cũng được, thì chọn góc C đi. Góc nhọn C bằng góc nhọn C phẩy thì hai tam giác này bằng nhau trường hợp là cạnh huyền góc nhọn. Rồi thầy đi xét, đi xét tam giác ABC vuông tại A và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy là vuông tại đâu? Tại A phẩy này chưa? Có gì đây? Có cạnh huyền nè, cạnh huyền là BC bằng cạnh huyền B phẩy C phẩy, giả thuyết nha. Rồi góc gì nữa? Góc C bằng góc C phẩy đi, giả thuyết đó. Từ đây mình suy được là tam giác ABC này nó bằng tam giác là A phẩy B phẩy C phẩy, trường hợp là gì? Cạnh huyền góc nhọn. Rồi trường hợp cuối cùng là trường hợp thứ tư, đó là cạnh huyền cạnh góc vuông. Cạnh góc vuông, cạnh huyền cạnh góc vuông. Rồi thầy vẽ hai tam giác ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Nếu hai tam giác này nó có, đó là cạnh huyền này, cạnh huyền BC bằng cạnh huyền B phẩy C phẩy và cạnh góc vuông. Cạnh góc vuông ở đây mình chọn cạnh AB hay cạnh AC, AB hay là AB với A phẩy B phẩy hay là AC với A phẩy C phẩy là tùy ý chứ, cạnh nào cũng được. Cạnh góc vuông thì cạnh AB hoặc cạnh AC mà, đúng không? Hoặc là AB phẩy, A phải B phải, A phải C phải cũng là cạnh góc vuông. Thế là thầy chọn cạnh AC đi. AC, AC bằng A phải C phải. Thầy đi xét nha. Xét tam giác ABC vuông tại A và tam giác A phải B phải C phải là vuông tại A phải, có cái gì ghi ra? Có gì? Cạnh huyền là cạnh BC bằng cạnh B phải C phải, giả thiết. Rồi thứ hai là có gì nữa? AC bằng A phải C phải, giả thuyết. Vậy C là tam giác ABC bằng tam giác A phải B phải C phải, trường hợp ở đây là cạnh huyền cạnh góc vuông. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.